Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây chính là HTC U12 Plus mà hôm trước mình đã có video trên tay chia sẻ nhanh đến cho các bạn. Nếu như thật nhìn vào cái thiết kế của chiếc máy này, thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta vẫn sẽ có thiết kế khung viền kim loại, hai mặt kính trước sau và cái mặt lưng nó sẽ được làm cong 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 tràn sang các bên, và nhìn nó khá giống với thiết kế ở chiếc HTC U11 Plus. Chỉ có điều là cái camera thì nó đã được xoay ngang ra mà thôi. Vậy thì chiếc máy này nó sẽ có những gì nâng cấp và thay đổi khác biệt so với chiếc HTC U11 Plus cũng như những chiếc máy khác trên thị trường? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhắc đến cái cụm phím tăng giảm âm lượng cũng như phím nguồn của chiếc máy này. Trước đây khi mà các bạn mua một chiếc máy có mặt trên thị trường, kể cả flagship hay máy tầm trung, thì các bạn sẽ đều quan tâm đến một cái vấn đề rằng là cái cụm phím của nó có bền bỉ trong quá trình sử dụng hay không, và cũng như là phải làm như thế nào để cái cụm phím của những chiếc máy đó nó khó bị liệt trong quá trình sử dụng. Thì với chiếc HTC U12 Plus này, có lẽ cái vấn đề đấy các bạn sẽ không cần phải quan tâm nữa rồi. Bởi vì là cái cụm phím này nó sẽ không phải là cụm phím cứng bình thường nữa, mà nó sẽ là một cụm phím dùng cảm biến áp suất. Tức là khi các bạn bấm vào, nó sẽ nhận ra là cái lực của chúng ta ấn vào như thế nào, và nó sẽ có tác động giúp chúng ta có thể thay đổi được âm lượng này, cũng như là giúp chúng ta tắt mở được màn hình lên, các bạn có thể thấy. Và khi mà ban đầu mình sờ vào cái cụm phím này thì mình có một cái suy nghĩ rằng là gần như là nó sẽ không có gì đặc biệt. Thế nhưng trong quá trình sử dụng thì mình lại thấy khác. Nó mang lại cho mình một cái cảm giác gì đó rất là thú vị và hứng thú, và nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc máy đang có mặt trên thị trường. Bởi vì là mình sẽ chỉ cần phải dùng mỗi lực, nó chỉ cần là hơi mạnh mạnh vào một tí là đã ăn rồi. Hay là đó đó. Và có một cái nữa đấy là mình có thể là mạnh dạn bấm và bấm liên tục mà không sợ là bị ảnh hưởng đến cái phím này, không sợ bị liệt. Và đây là một trong những thứ có thể khiến cho mình an tâm hơn trong quá trình sử dụng, và mình chắc chắn nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể là phần nào đó an tâm hơn, không lo đến cái vấn đề là nút nguồn bị liệt hay là phải tính xem là dùng phần mềm gì để có thể tắt mở màn hình mà không đụng đến cái phím cứng. Chuẩn chưa? Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ có S-Gen thế hệ thứ hai. Thì cái S-Gen này trên những chiếc HTC U11 và U11 Plus cũng đã có rồi, thì trên chiếc HTC U12 nó sẽ thay đổi một chút để giúp cho chúng ta có thêm những cái tính năng ở trên phần viền này. Trước đây thì chúng ta sẽ có một cái hành động đó là bóp ngắn này, và một hành động bóp dài để mở ra một cái ứng dụng khác. Nhưng trên cái S-Gen V2 này chúng ta lại có thêm một cái nữa, giúp chúng ta không cần phải bóp. Đúng không? Các bạn biết rồi, không phải lúc nào bóp là cũng thích. Thế nên là đôi khi chúng ta sẽ chỉ cầm chặn nhẹ thôi. Ví dụ như ở đây, cái hành động kép này mình sẽ chỉ cần đó, đúp nhẹ một cái vào là lập tức cái ứng dụng đèn pin của mình nó sẽ mở lên, và đúp nhẹ cái nơ vào thì nó tắt. Đây là một trong những thứ nó rất là tiện lợi, và nó tiện lợi hơn rất nhiều so với việc là chúng ta phải bóp vào chiếc máy, đúng không? Ví dụ như ngày nào đó mà các bạn bực quá, bóp mạnh quá bể màn hình. Mình đùa thôi, không dễ gì bể đâu. Thì ở trong cái phần hành động đúp như thế này thì các bạn có thể là tùy chọn gắn đến những ứng dụng nhất định mà các bạn cần. Ví dụ như là điều khiển nhạc này, ghi âm nói tức thời, hay là gắn đến những ứng dụng bên thứ ba mà các bạn cài vào. Thì tùy theo là cái nhu cầu của các bạn là gì thì các bạn sẽ gắn vào cho nó. Cái thứ ba mình thấy có một cái khác biệt, không biết là khác biệt gọi khác biệt hay ho hay khác biệt người, thì ở đây nó chính đến từ cái ba phím điều hướng ở bên trong màn hình. Thì trên cái chiếc HTC U12 này chúng ta sẽ không có cái tính năng là tắt đi ba cái thanh điều hướng này để mang lại những cái thao tác vuốt thông minh như những chiếc smartphone khác đang có mặt trên thị trường. Có lẽ là các bạn sẽ hơi thất vọng, nhưng không sao, chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đấy là vuốt sang bên cạnh như thế này để có thể là mở ra một số cái tính năng để quay phim màn hình trực tiếp này. Chúng ta có chụp ảnh màn hình trực tiếp mà không cần phải giữ phím cứng, mà gần như là nếu như các bạn giữ vào thao tác trên cái phím cứng là phím giảm âm lượng và phím nguồn thì nó sẽ không chụp màn hình. Thế nên là chúng ta sẽ có một thao tác khác là vuốt sang và bấm ở đây, thì lập tức cái màn hình ta sẽ được chụp và kết thúc chụp khá là nhanh. Chụp màn hình là khá nhanh, đúng rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có luôn đó là tắt màn hình các thứ, trong khi cái việc là phím cứng thì chúng ta không lo nó bị liệt trong quá trình sử dụng, rồi lại có thêm một cái phím tắt nguồn nhạc đấy nữa. Thì mình lại thấy đây cũng là một thứ gì đó nó khá là hay ho và giúp chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng hơn. Và ngoài ra thì cũng như chiếc HTC U11 và U11 Plus thì chúng ta vẫn sẽ giữ lại được những cái tính năng như là có thể tùy chỉnh được những cái profile âm thanh để phù hợp nhất với khả năng tai của chúng ta. Ví dụ như nó sẽ dùng các tần số sóng âm để đo xem là tần số tai của chúng ta như nào, từ đó là tạo ra những profile để phù hợp nhất với cái tai của chúng ta, mang lại những trải nghiệm nghe nhạc là thích thú hơn, thú vị hơn. Và trên đó là những chia sẻ mình về những thứ khác biệt trên chiếc HTC U12 Plus với những chiếc máy khác đang có mặt trên thị trường. Và các bạn cảm thấy là những cái tính năng này nó có thú vị hay không? Xin mời comment để lại ý kiến cá nhân của bạn ở phía bên dưới bình luận của video. Và video mình thì xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu như có cơ hội để cầm chiếc máy này lâu hơn nữa thì mình cũng sẽ có thêm những video hữu ích hơn đến cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.